Ừ, sao không quay hết cái mặt đi đã? Nhả ra, nhả ra, nhả ra đừng quay. Ok, lên. Từ từ thôi, chậm chậm thôi. Không gấp. Ra đội trường rồi. Thả lỏng đi em. Nay ít mà hồi xưa viêm quá trời mà bao lâu mình chưa gặp lại ta, chắc mấy tháng hả Trường hả? 4-5 tháng rồi chứ. Mấy cái tháng dịch cái gì? Dạ đúng rồi. Thả lỏng ra đi. Thấy chưa đấy? Được không chị bé? Xuống đây chị. Đây em ơi. Sát sát xuống. Tới chưa? Đây. Do chị để móng tay chưa chuẩn thôi, giống gì hết trơn á. Đây chưa? Vẫn còn đang học cấp 3 hả? Dạ. Lớp mấy rồi? 11 kia. Chị ra. Nghe thấy Dương thế rồi. Tới chưa? Thấy chưa? Đây. Đâu rồi? Cái kia. Đây nha. Xong rồi bà. Tới chưa? Xong chưa kìa, thầy hỏi xong chưa kìa. Chưa biết trời. Rồi, dích lên chị đi. Cái hai hàm xa quá, dích lên. Xích lên, xích lên. Rồi, ok, ok, từ từ, nhanh lên nè. Tới chưa thế?
chưa? Thấy chị nói không? Nhìn tưởng chứ nặng ấy chứ không tới clip nữa, thấy chưa? Sát luôn. Đây, sát đây. Sát xuống phía. Tới chưa? Đây. Nhưng mà nó mờ quá vậy. Đây đây. Đừng có nhịp nha Mỹ. Nhỏ nằm nhịp giỏi dưới. Gì vậy ta? Mụn của anh á. Dễ hơn mụn của thằng kia nữa. Rồi chưa? Hồi xưa chị qua chị làm cho anh này em nghĩ rồi phải không? Sát xuống nha. Mụn to lắm nha. Em nghiêng vậy nè. Nghiêng vài xíu. Đừng đứng gãy mất nét rồi thấy chưa? Nở tay là nó mất mét này nè. Được chưa? Mất mét là báo liền nha. Cầm râu á, nó không ra. Tới chưa? Tới chưa? Chưa? Sắp xong rồi bé. Bé yêu của chị. Mất mét rồi ạ. Chưa? Nghiến răng nghiến lợi hồi rớt cái răng rồi nha. Được ta. Ok chưa? Đừng có nhịp, đừng có nhịp. Sắp xong rồi, còn có vài con dưới đây nữa. Gắn lên, hít thở sâu vào, đừng nín thở. Tới chưa em yêu? Chị thở ra đi. Được rồi. Mờ phải không? Được chưa? Được chưa?
Ok, xong.